chín bè rồi. Phúc lắm luôn khi được sự đón nhận của tất cả mọi người ở đây cũng như những khán giả khác ạ. Vui lắm. Thì bây giờ chúng ta là tiếp tục chơi trò chơi để nhận quà nha. Món quà đầu tiên mà Phim gửi tới cho mọi người sẽ là một cái ba lô với lật mặt 48 giờ. Thương hiệu Đông Tây Barber Shop có logo của Phim. Mọi người đeo hàng ngày là sẽ nhớ đến bộ phim này. Nhưng mà muốn lấy quà không phải đơn giản đâu nha, phải trả lời câu hỏi cho mọi người. Dạ. Câu hỏi đầu tiên mà em muốn hỏi với tất cả mọi người ở đây thì nhân vật của chị Ốc Thanh Vân bị bệnh gì ạ? Còn câu hỏi này thì chắc chắn là mọi khán giả xem phim
đều có thể trả lời được à? Tuần qua vẫn còn những câu hỏi khác nữa. Găng tay, giơ tay mà đừng có nói nha. Giờ trước thì Tâm sẽ mời người đó. Dưới cục Kỳ Nam cắt cái gì? Dạ, dưới cục Kỳ Nam cắt tên hiệu và ngày tháng năm sinh. Rồi, xin được gửi tặng cho chị một chiếc áo lần 48 giờ. Trắng. Chính xác. Trong phim á, lần đầu nói đâu? Thì nghe gặp vợ chồng mà ở trên trên bè. Ở trên bè. Năm phần chỉ cần các bạn kể tên 3 trên 5 thôi là đã có quà rồi ạ. Nhớ là mặt nhớ ba chàng khuyết, cái nhà có khách. Em có đợi thứ hai cái sao nữa là cái gì không? Nhớ nổi không? Em phim trường. Đúng rồi. Lật mặt kia không có tên. Hay quá rồi. Mọi người ơi, chúng ta cùng nhau đưa năm ngón tay lên đại diện cho là lật mặt năm nha mọi người. Yeah. Rồi, cảm ơn cô Dương Anh Nhà rất là nhiều. Xin cảm ơn. Rồi, những cái mừng này thì mọi người có thể lên fanpage của Dương Anh Nhà để lấy hình vườn nha. Rồi, cảm ơn tất cả. Thôi thì... Vâng ạ. À vâng, anh ơi anh. Thank you.
luôn hả? Dạ vô luôn chị. Ai nữa? Vô luôn. Rồi vô luôn. Đây đây. Đoàn có chuẩn bị tới 500 phần quà cho việc review rồi. Nên là cũng mong là mọi người sẽ hỗ trợ đoàn phim để tạo ra những hiệu ứng của những ngày đầu tiên này rất là quan trọng. Nếu như mà những ngày này mà khán giả đến rạp đông thì bộ phim mới trụ ở ngoài rạp lâu được. Và rất là cảm ơn vì ngày cuối tuần bận rộn nhưng mà mọi người vẫn dành thời gian và sự lựa chọn của mình dành cho Lật Mặt 48 giờ. Rất là vui khi được sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả như thế này. À, cảm giác như là công sức của anh em bỏ ra rất là xứng đáng đúng không mọi người? Mình xem phim xong đó, các bạn có cảm xúc gì về bộ phim này có thể chia sẻ ngay bây giờ về bộ phim một chút xíu được không ạ? Có ai có được cái cảm xúc của mình không ạ? Và một phần quà có thể tặng cho người đó. Review tại chỗ. Review tại chỗ. Rất là tự hào về bộ phim Việt Nam, hào hứng lắm đến nỗi mà em không thể nào mà rời ra để đi vệ sinh được, phải ráng hết bộ phim. Hay quá đúng rồi. Xin đại mặt thay mặt cho đoàn phim Lật Mặt 48 giờ gửi cho bạn một chiếc áo Lật Mặt và của thương hiệu HK Sinh. Xin gửi cho bạn làm kỷ niệm nha. Dạ, em chắc chắn là sẽ review bộ phim này để mọi người đến cùng chia sẻ. Cảm ơn rất là nhiều. Chụp hình nha. Bây giờ bình thường thì mình đến mình sẽ hỏi khán giả, thì bây giờ mình dành lại cái câu hỏi đó cho khán giả, dành cho ekip được không ạ? Nếu mà khán giả muốn đặt câu hỏi hay vẫn có quà. Đúng rồi, cảm xúc mọi người sau khi xem một tiếng mấy của phim Lật Mặt 48 giờ, cảm xúc mọi người có đặt câu hỏi gì cho anh em trong ekip đoàn không ạ? Có thấy tội nghiệp Tâm không ạ? Mời chị, mời chị. Không biết là khi mà đoàn phim mình trong thời gian mình diễn xuất như vậy thì mình có gặp khó khăn gì trong lúc diễn không ạ? Không khó khăn gì hết, có nhập viện mấy lần rồi ạ. Để diễn giúp để cho hai bạn diễn viên. Dạ, em biết là khi mà anh diễn như vậy em thấy là thiệt là anh rất là tơi bời, te tua luôn á. Là không biết anh có gặp khó khăn gì trong khi mà mình diễn. Trong quá trình quay phim 1.5 tháng là Tâm xài 2 chai dầu của chị Vân tặng. Kiểu như mình bị thương sao? Trong cái quay thì mấy cảnh hành động thì thật sự là rất là đánh nhau, rất là thật, chân thật. Cho nên là bị rim mình rất là nhiều. Nhưng mà cũng nhờ là mình thường xuyên tập luyện thì nó cũng đỡ, nhưng mà cũng rất là mệt mỏi trong thời gian đóng phim. Để có được một cái thước phim mà đẹp và có thể chân thật như vậy thì đoàn phim phải bỏ rất là nhiều công sức. Cảm ơn đầy nhiệt huyết. Để gửi cho bạn một món quà làm kỷ niệm. Đây, xin gửi cho bạn một chiếc nón bảo hiểm của nhãn hàng Andes. Dạ. Đây. Cảm ơn. Cảm ơn, bỏ vào đây nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Ok. Baby. Giờ My sẽ hỏi nha. Câu cũ. Con có câu gì mới không? Con cũng nhiều câu lắm, nhưng mà cái câu này thấy nó cũng dễ ha. Dễ mà để cho mấy cô chú thoải mái thì trả lời. Dạ. Mấy cô chú ơi, trong phim chú Lệ Tân Mã màu gì vậy? Chú gì?
chú Lễ Tân. Chú Lễ Tân mặc áo màu gì? Cái chú mà chỉ đường đó mọi người. Dạ. Nhưng đây lại là áo màu trắng, sơ mi màu trắng anh. Hỏi cho vui thôi, mọi người có nhớ chú nói gì không? Dạ, nó rất là duyên luôn. Ôi, cảm ơn bé nha. Chỉ đường cho người ta đi mua thuốc mà chỉ kiểu đó là ta nói người ta. Đúng rồi. Đó là nhân vật của anh Hoàng Mèo. Bình thường thì anh Hoàng Mèo, rồi anh Tích Cương, Mạc Văn Khoa, Phần Đông, chụp hình, chụp hình, để đi cine tour. Nhưng mà cũng có những ngày mọi người kẹt việc hoặc là có người cũng bận, đuối quá rồi, nên là cũng thay phiên nhau để đi, nên chúng tôi cũng còn đi vài điểm nữa cho đến tầm cỡ 1 giờ sáng mới được đi về. Cho nên bây giờ xin phép cả nhà cho đoàn phim được chụp một tấm hình kỷ niệm, và hình ảnh này mọi người có thể cập nhật ở trên fanpage Lý Hải Minh Hà. Dạ. Dạ. Mọi người có thể ngồi gần nhau cho mọi người bây giờ phải ngồi gần nhau. Nhau. Số 5 nha mọi người, số 5 nha, đây là phần 5 nha mọi người. Rồi, 1, 2, 2, rồi. Dạ xin một đoàn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nếu mà thu hồi vốn, lẽ lẽ thì là phần 6, còn phần 10 chưa chấp mời. Cái điều đó còn phụ thuộc vào, cái điều đó còn phụ thuộc vào các bạn chia sẻ cái phim bản. Bạn đến xem nhiều thì cái thu hồi vốn mới có tiền làm tiếp được à. Mọi người đang xem phim. Hãy cùng ngày tiếp
là thành phố 18 giờ là ghé qua để gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ra rạp cũng như phim Việt, đặc biệt là phim 48 giờ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Tụi anh đi giao lưu mà thấy tất cả quý vị khán giả ngồi full rạp hết rồi, sướng lắm ạ. Sướng như lúc vợ đẻ mọi người ạ. Đã chưa thì khó luôn. Đã coi là lúc mới chưa đẻ mà. Dạ, đúng rồi, em đi phim lúc ấy vợ chưa có chửa, giờ phim chiếu vợ con 4 tháng rồi. Mà trong phim phải đóng vai yếu sinh lý mới đau chứ. Đoàn thật sự là rất cần những lời review chân thành của mọi người sau khi xem xong phim. À, tại sao ạ? Tại vì anh Hải cần thu hồi lại vốn để chúng ta có tiếp phần 6 của mọi người thưởng thức ạ. Dạ, mọi người cứ review chân thật ạ. Cảm xúc làm sao nói như vậy ạ? À, nãy giờ coi cái này chắc chừng giữa phim hả các bạn? Giữa phim. Thế phim có hay không ạ? À? Vừa hay. Ở đây có ai bị bệnh tim không ạ? Có ai yếu sinh lý không ạ? Không, mỗi mình em. Đồng hương. Rồi, hai đứa tự chơi với nhau luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình xin phép chụp chung tấm hình cái mình ra để cho mọi người xem tiếp ha. Dạ. Ok, mình chụp cái này nha. À, xin phép mọi người cho anh chụp tấm hình nha. À, chúng ta cùng nhau đưa 5 ngón tay lên để biểu tượng có lần 5 nha mọi người. Sát luôn, sát vô giò thôi. Mình thì chịu khó xíu. Hết đâu. Ok. Dạ mọi người ơi, lúc nãy là chụp hình, còn bây giờ chúng ta quay clip nha mọi người. À, chúng ta cùng hôn ta là lật mặt 48 giờ. Yeah. Rồi. 3, 2, 1. Lật mặt 48 giờ. Yeah. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người coi phim hay ạ. Chúc ra muốn đậu con tôm. Và anh Hải nói nếu đói thì ghé tiệm em ăn bún đậu ạ. Đến đây bất ngờ giao lưu cùng các bạn. Chào mọi người. Các bạn rất là nhiều vì đang rất là cảm xúc các bạn. Đánh nhau anh ơi, đang đánh nhau. Hello, chào mọi người. À, xin lỗi vì cắt ngang cái mạch cảm xúc của mọi người đang xem phim. Nhưng mà đầu phim lần mặt 48 giờ ghé qua chủ yếu là để cảm ơn mọi người, cảm ơn đã ra rạp xem phim ủng hộ phim Việt và đặc biệt là phim 48 giờ. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, mọi người coi phim xong á, cảm xúc như thế nào mọi người hãy viết cái cảm xúc đó lên trang cá nhân của mình rồi ghi chữ hashtag là review lật mặt 48 giờ sẽ có 500 phần quà dành cho mọi người ạ. Mọi người cứ coi em sao cảm xúc sao nói thật, không cần phải thêm phải bớt một chút xíu nữa. Cứ coi em sao nói thật như vậy, ví dụ như là mà Văn Khoa đóng vai yếu sinh lý đạt quá. Nhìn mặt là biết rồi đúng không em? Trời ơi, bạn chưa coi, bạn biết em yếu sinh lý. Ủa, không biết là tới đoạn nào mà mình không biết luôn á. Đoạn này chưa anh. Anh chưa thấy chuyện nữa. Về quê đua xe. Về quê. Chắc mồ, bị biết trước hết rồi. Ừ, nhưng mà em chưa nói gì nhá. Vậy là các bạn chỉ mới xem được một đoạn thôi. Một đoạn thôi ạ. Còn rất là nhiều cảnh action, hành động, hồi hộp rất là nhiều, gây cấn rất là nhiều.
các bạn hãy xem và có thể chia sẻ cho tất cả bạn bè người quen xem, người quen biết được cái phim Mặt Mặt Hàng Năm như thế nào để mọi người thể ra rạp xem nhiều càng nhiều càng tốt. À, mục đích tại sao vẫn làm điều đó anh? Để anh Hải thu hồi vốn để tiếp tục. Bây giờ ekip chúng em xin phép chụp với mọi người một tấm hình ạ. Mọi người đưa tay năm ngón biểu tượng cho Mặt Mặt Năm nhá. Mọi người đi đâu thế nhỉ? Ok. Chúc mọi người quay phim vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Anh Hải giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn em. Đúng rồi, khi nào mà đủ tiền mới làm phần 6 được. Cảm ơn. Thôi rồi, mai câu nữa đúng không? Dạ đúng rồi, mai câu nữa. Rồi, hết rồi đấy. Đúng rồi, em sẽ giải video cho anh. Em sẽ giải video cho anh. Cảm ơn em nhiều. Tiền hay lắm luôn anh ơi. Tiền hay lắm hả? Hôm qua mới xem. Hôm qua mới xem hả? Đi từ buổi trưa và bây giờ thì đã đến chiều tối rồi. Đi buổi sáng mà bây giờ chuyển qua buổi chiều rồi sắp tối luôn rồi. Rồi ăn xong bắt đầu từ buổi chiều đi tới buổi khuya luôn, rồi là 2 giờ sáng mới về tới nhà.